Bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin cập nhật ngày hôm nay gồm những tin chính sau đây: cổ động viên Trung Quốc tranh cãi về việc huấn luyện viên Vũ Thế Đình bị sa thải vì để thua Việt Nam; huấn luyện viên Bang Sơ gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia; và cuối cùng, danh sách đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị đối đầu UE, Martin Lò góp mặt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Cổ động viên tranh cãi về việc huấn luyện viên Vũ Thế Đình bị sa thải vì để thua Việt Nam. Cổ động viên của Trung Quốc đã tranh cãi gay gắt về việc huấn luyện viên Vũ Thế Đình bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải khi để thua U23 Việt Nam. Sau khi đội tuyển U23 Trung Quốc do huấn luyện viên Vũ Thế Đình dẫn dắt đã thất bại 0-2 trước đội tuyển U23 Việt Nam ở trận giao hữu ngày 8 tháng 9 vừa qua, dư luận quốc gia tỷ dân đã bày tỏ mong muốn sa thải huấn luyện viên người Hà Lan. Chiều ngày 19 tháng 9, CFA, viết tắt của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đã chính thức công bố danh sách những thành viên trong ban lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Trung Quốc để chuẩn bị cho giải đấu rất quan trọng là giải vô địch U23 châu Á 2020, cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Điều đáng nói là huấn luyện viên Vũ Thế Đình đã không có tên. Điều này cũng đồng nghĩa huấn luyện viên kỳ cựu đã bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải. Theo thông tin từ một số tờ báo nổi tiếng ở Trung Quốc, quyết định này đã đến sau khi CFA thất vọng bởi đội tuyển U23 Trung Quốc thất bại trước đội tuyển U23 Việt Nam, đội bóng được đánh giá thấp hơn. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận trái chiều đã được các cổ động viên bóng đá Trung Quốc chia sẻ. Nhiều người không khỏi cảm thấy bất ngờ về quyết định của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA. Sa thải Vũ Thế Đình là hợp lý thôi. Ông ấy nhận lương quá cao nhưng không đem lại thành công cho đội tuyển U23 Trung Quốc. Đội tuyển U23 Trung Quốc còn thua cả U23 Việt Nam là đủ hiểu rồi. Một cổ động viên đồng tình với quyết định của CFA. Ông ấy đã quá già rồi, không bàn về chuyên môn, nhưng rõ ràng Hết Đinh không dành nhiều thời gian cho bóng đá Trung Quốc. Tôi ủng hộ quyết định này, một cổ động viên khác đã cho biết. Bên cạnh những bình luận chê bai huấn luyện viên Hết Đinh, nhiều người tỏ ý thất vọng với cách làm của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá có dám tiết lộ các điều khoản làm việc trong hợp đồng với ông ấy không? Một cổ động viên từ Quảng Châu đặt câu hỏi nghi vấn. Hết Đinh không thể chịu đựng nổi nữa. Đội bóng này không hề có tương lai. Theo tôi, kể cả Trung Quốc có mời được Mourinho hay Klopp thì cũng không thay đổi được vấn đề, một người khác đã chia sẻ thẳng thắn. Từ khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của U21 và U23 Trung Quốc hồi tháng 9 2018, huấn luyện viên Vũ Thế Đình không để lại nhiều dấu ấn. Thành công lớn nhất của ông là đưa đội tuyển Trung Quốc vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020. Như vậy, chúng ta có thể kết luận sơ bộ: ông Vũ Thế Đình bị sa thải một phần là vì thua đội tuyển U23 Việt Nam. Trong những ngày qua, trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 đang rất nóng. Huấn luyện viên Bang Seo gây bất ngờ với danh sách tuyển Việt Nam đấu Malaysia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gọi nhiều cựu binh vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022. Nhằm chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, huấn luyện viên Bang Seo đã công bố danh sách 32 cái tên được gọi vào tuyển Việt Nam. Trong bản danh sách này, ngoài những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Lâm, thầy Bang Sơ đã triệu tập một số cái tên mới. Có thể kể ra như là Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Tô Văn Vũ, A Hoàng, Nguyễn Công Thành. Huy Toàn mới trở lại sau chấn thương, nhưng lối chơi tốc độ của cầu thủ này rất hợp với huấn luyện viên Bang Sơ. Số còn lại đều là những cầu thủ có phong độ tốt ở V-League 2019. Ở diễn biến khác, Văn Quyết, cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2019 và là thủ lĩnh vừa đưa Hà Nội FC lên ngôi vô địch tại V-League 2019, vẫn tiếp tục vắng mặt. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10. Ngày 10 tháng 10, đoàn quân áo đỏ sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình và ngày 15 tháng 10 là chuyến làm khách tại Indonesia. Dự kiến, huấn luyện viên Bang Seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 7 tháng 10. Và sau đây là 32 cái tên đã được ông Bang Seo triệu tập. Ở vị trí thủ môn, số 1 Đặng Văn Lâm, Mong Thông United; số 2 Nguyễn Tuấn Mạnh, Sana Khánh Hòa, Biển Việt Nam; số 3 Phạm Văn Cường, Quảng Nam FC; số 4 Trần Nguyên Mạnh, Sông Lam Nghệ An. Ở vị trí hậu vệ, số 5 A Hoàng, Hoàng Anh Gia Lai; số 6 Trần Văn Kiên, Hà Nội; số 7 Nguyễn Thành Trung, Hà Nội; số 8 Đỗ Duy Mạnh, Hà Nội; số 9 Nguyễn Hữu Tuấn, Thành phố Hồ Chí Minh; số 10 Nguyễn Công Thành, Thành phố Hồ Chí Minh; số 11 Đoàn Văn Hậu,
Kiraben SC. Số 12, Phạm Xuân Mạnh, Sông Lam Nghệ An. Số 13, Quế Ngọc Hải, Viettel. Số 14, Bùi Tiến Dũng, Viettel. Ở vị trí tiền vệ, số 15, Tô Văn Vũ, BKMS Bình Dương. Số 16, Đặng Anh Tuấn, SHB Đà Nẵng. Số 17, Võ Huy Toàn, cũng của Đà Nẵng. Số 18, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai. Số 19, Vũ Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai. Số 20, Lương Xuân Trường, Hoàng Anh Gia Lai. Số 21, Nguyễn Phong Duy, Hoàng Anh Gia Lai. Số 22, Phạm Đức Huy, Hà Nội. Số 23, Nguyễn Quang Hải, Hà Nội. Số 24, Đỗ Hồng Dũng, Hà Nội. Số 25, Ngô Hoàng Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Số 26, Nguyễn Huy Hùng, Quảng Nam. Số 27, Nguyễn Trọng Hoàng, Viettel. Ở vị trí tiền đạo, số 28, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Gia Lai. 29, Hà Minh Tuấn, Quảng Nam. 30, Mạc Hồng Quân, Than Quảng Ninh. 31, Nguyễn Công Phượng, Xin Chua Đa Sơ. Và cuối cùng là 32, Nguyễn Anh Đức, BKMS Bình Dương. Đó là 32 cầu thủ chuẩn bị đối đầu Malaysia. Nhiều tân binh đã xuất hiện. Còn về danh sách đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp UE, Martin Lò góp mặt. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển U22 UE trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 13 tháng 10 tới đây, huấn luyện Bang Sơ đã công bố danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho trận giao hữu sắp tới. Đội tuyển U22 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines, với việc ban tổ chức V-League đã thông báo rời lịch vòng đấu thứ 25 để đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia. Huấn luyện Bang Sơ sẽ chỉ còn 4 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 30. Vào ngày 23 tháng 9 tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội cùng lúc với đội tuyển quốc gia và có trận giao hữu với đối thủ cực mạnh là đội tuyển U22 UE trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 13 tháng 10. Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển U22 UE trên sân vận động Thống Nhất, huấn luyện Bang Sơ đã công bố danh sách 30 cái tên được triệu tập cho trận đấu sắp tới. Ở lần tập trung này, Martin Lò đã quay trở lại. Tiền vệ này đã không thể góp mặt trong đội hình tuyển U22 Việt Nam ở trận giao hữu với đội tuyển U22 Trung Quốc. Ngoài ra, câu lạc bộ Phố Hiến còn đóng góp hai cái tên khác, đó là tiền đạo Huỳnh Tiến Đạt và hậu vệ Lê Ngọc Bảo. Đội bóng vô địch giải hạng nhất cũng đóng góp hai cầu thủ là tiền đạo Phạm Tuấn Hải và hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Và sau đây là danh sách đội tuyển U22 Việt Nam với 30 cái tên. Ở vị trí thủ môn, số 1 Bùi Tiến Dũng, số 2 Phan Văn Biểu, số 3 Nguyễn Văn Toàn và số 4 là Phan Minh Thành. Ở vị trí hậu vệ, số 5 là Hồ Tấn Tài, số 6 Dương Văn Trung, số 7 Đỗ Thành Thịnh, số 8 Dụng Quang Nho, số 9 Nguyễn Văn Hạnh, số 10 Huỳnh Tấn Sinh, số 11 Nguyễn Đức Chiến, số 12 Bùi Hoàng Việt Anh và số 13 Lê Ngọc Bảo. Ở vị trí tiền vệ, số 14 Bùi Tiến Dũng, số 15 Triệu Việt Hưng, số 16 Phan Thanh Hậu, số 17 Nguyễn Hữu Thắng, số 18 Nguyễn Đình Mạnh, số 19 Mai Xuân Quyết, số 20 Nguyễn Trọng Đại, số 21 Nguyễn Hoàng Đức, số 22 Martin Lò, số 23 Trương Văn Thái Quý. Ở vị trí chân hàng công, số 24 Nguyễn Tiến Linh, số 25 Hà Đức Trình, số 26 Ngô Hồng Phước, số 27 Nguyễn Trọng Hùng, số 28 Nhâm Mạnh Dũng, số 29 Phạm Tuấn Hải và cuối cùng số 30 Huỳnh Tiến Đạt. Ngoài những cái tên kể trên, nhìn chung bộ khung của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn được giữ nguyên so với lần tập trung trước. Những cái tên trụ cột như là Hồ Tấn Tài, Triệu Việt Hưng, Tiến Linh hay Hoàng Đức vẫn sẽ là những trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam trong lần tập trung này. Đáng chú ý là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chỉ đóng góp 3 cầu thủ là Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng và Dụng Quang Nho. Giải hạng nhì Việt Nam đóng góp duy nhất một cầu thủ là tiền đạo Ngô Hồng Phước. Cầu thủ đã thi đấu khá tốt trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển U22 Việt Nam trước đội tuyển U22 Trung Quốc cách đây ít tuần. Các cầu thủ trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam thuộc biên chế của Hà Nội FC như là Thành Trung, Quang Hải không góp mặt trong đợt tập trung này là do bạn thi đấu ở AFC Cup 2019. Cầu thủ trẻ của Hà Nội góp mặt trong đợt tập trung lần này chỉ có Bùi Tiến Dũng và Trương Văn Thái Quý. Trở lại với danh sách đội tuyển Việt Nam. So với danh sách tuyển Việt Nam dự trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, huấn luyện Bang Sơ chỉ bỏ Tiến Linh và gọi 9 cái tên mới. Đó là thủ môn Trần Nguyên Mạnh, các hậu vệ A Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, tiền vệ Võ Huy Toàn, Đặng Anh Tuấn, Tô Văn Vũ, Ngô Hoàng Thịnh, tiền đạo Công Thành và Mạc Hồng Quân. Chào mừng Huy Toàn trở lại. Đầu tiên, xin chúc mừng Huy Toàn, cầu thủ từng là số 1 bên hành lang cánh trái của tuyển Việt Nam, sau nhiều năm xa vắng đã trở lại tuyển Việt Nam. Lý do huấn luyện Bang Sơ gọi Huy Toàn trở lại đội tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ cho nhiều người, vì thể lực của anh ở thời điểm này
chưa phải là tốt nhất sau thời gian dài chấn thương và tái phát nhiều lần. Ông Park Hang-seo đã đôi ba lần đi xem Huy Toàn đá tại V-League 2019 và theo lời kể của một thành viên ban huấn luyện, có thể thầy Park thích Huy Toàn vì anh có lưới đá tinh khôn. Tuy ra sân không nhiều như những tuyển thủ khác, nhưng Huy Toàn khéo léo, có kỹ thuật tốt và được đánh giá cao ở những đường chuyền. Đồng đội của Toàn trong màu áo Đà Nẵng là tiền vệ Đặng Anh Tuấn cũng có tên trong danh sách lần này. Và đây có thể xem như một lựa chọn khá đúng đắn của ông Park Hang-seo. Anh Tuấn là linh hồn của bóng sông Hàn và không phải ngẫu nhiên mà anh được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khen ngợi. Anh Tuấn đang đạt phong độ rất tốt, ổn định và cánh cửa lên tuyển của Tuấn là rất sáng. Tuấn chơi tinh tế, khéo léo, không thua kém gì Tuấn Anh hay Sơn Trưởng của Anh Gia Lai. Từ đầu mùa giải tới giờ, nếu chấm điểm, tôi thường chấm Tuấn từ 8 đến 10 điểm, chứ ít trận chấm 6 đến 7 điểm. Tuấn có khả năng tổ chức và thực sự là điểm tựa của Đà Nẵng ở tuyến giữa. Đây có thể coi là những bất ngờ của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Huy Toàn, Anh Tuấn chỉ là vài trong những cái tên bất ngờ của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở lần tập trung thứ 3 trong năm 2019. Ngoài hậu vệ trái Đà Nẵng còn có những cái tên khác nổi bật như là A Hoàng hay Phạm Xuân Mạnh. Đây đều là những cái tên từng khẳng định bản thân ở cấp đội tuyển quốc gia. A Hoàng từng là cái tên đáng tin cậy ở đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, nhưng những chấn thương liên tục khiến anh lỡ hẹn nhiều lần. Bên cạnh đó, sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh, người hùng của U23 Việt Nam, đã từng được tập trung và bây giờ mới được một lần nữa hít thở không khí đội tuyển. Xuân Mạnh ở Sông Lam Nghệ An, từ đá biên từng được sắp đá tiền đạo, khi cần thì đá hậu vệ trái như ở trận thua Hà Nội 0-1 vào đêm qua. Chắc chắn chàng trai giàu ý chí này sẽ là sự bổ sung có chất lượng về lâu dài cho đội tuyển Việt Nam. Tương tự, ông Park Hang-seo kỳ vọng Ngô Hoàng Thịnh và Mà Hồng Quân sẽ có đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Trung vệ Hữu Tuấn tiếp tục có mặt sau khi thuyết phục nhà cầm quân người Hàn Quốc ở đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, đội bóng Á quân V-League 2019 còn có những cái tên như là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Công Thành. Ngoài ra, tuyển Việt Nam với danh sách 32 cái tên còn có Tô Văn Vũ, cầu thủ chơi rất tốt trong màu áo Bình Dương ở mùa giải 2019. Còn người mộ thì kỳ vọng Mạc Hồng Quân sẽ ghi dấu ấn khi trở lại đội tuyển quốc gia. Mạc Hồng Quân là cái tên được người mộ nhắc đến nhiều nhất ở V-League 2019. Tiền đạo Việt kiều có phong độ rất cao khi có được 8 bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ Quảng Ninh và nằm trong top những cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất. Phong độ cao ở câu lạc bộ là cơ sở khiến người mộ đặt nhiều kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Mạc Hồng Quân. Trên mạng xã hội, tài khoản Hoàng Tùng đã bình luận cuối cùng cũng thấy tên của Mạc Hồng Quân trong danh sách triệu tập. Hy vọng cầu thủ này có thể thích ứng với lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo để đội tuyển có một tay săn bản lợi hại. Cùng quan điểm với Hoàng Tùng, Bùi Anh Tuấn cũng chia sẻ danh sách có đầy đủ những cái tên mà tôi kỳ vọng. Bên cạnh Mạc Hồng Quân, những gương mặt mới như Huy Toàn, Tô Văn Vũ là sự bổ sung chất lượng vào bộ khung đội tuyển quốc gia. Đây cũng là lần đầu tiên các câu lạc bộ như Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng có nhiều cầu thủ được lên tuyển đến vậy. Đội tuyển quốc gia và thầy Park Hang-seo luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho các cầu thủ nếu họ chứng minh được mình xứng đáng. Mong chờ màn thể hiện của những nhân tố mới trong hai trận đấu sắp tới. Người mộ có tên là Minh Phương đã bình luận như vậy. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.